Chào các bạn. Xin chào các bạn. Trước khi vào chủ đề chính của bài học ngày hôm nay, mình xin đưa ra cho các bạn hai từ mới, đó là từ chigai và machigai. Hay. Bây giờ mình sẽ đặt hai câu như thế này. Chị bạn, minasan, chigai to machigai no chigai ga wakarimasu ka? Okay. 2番, この2つの言葉の間違いは誰にもあります。Thì hai câu vừa nãy thầy Dũng vừa mới dịch, vừa đặt cho thì mình sẽ dịch lại như sau nhé. Này mọi người có biết được sự khác nhau giữa từ chigai và từ machigai không nhỉ? Và câu thứ hai thì nói là về hai từ này thì hẳn là ai cũng sẽ có sự nhầm lẫn thôi. Nè. Thực ra nó đơn giản thôi. Gì nhở? Dịch sang tiếng Việt, chigai đó là sự khác nhau và machigai là sự nhầm lẫn, sai sót. Hay. Trong tiếng Việt có sai, có sai, có nhầm, thì trong tiếng Nhật cũng có sai, có nhầm. Hay, okay. Ok. Rất đơn giản đúng không? Đơn giản. Và chủ đề của chúng ta trong bài hôm nay liên quan đến ba từ vựng, đó là chigaimasu. Ok. Machigaimasu và machigaeru. Ok. Machigaimasu nhé. Ok. Về động từ thứ nhất, chigaimasu thì mình có thể dịch là sai. Hay. Khác. Hay. Khác. Chúng ta cùng nhau đi đến với những ví dụ cụ thể sau đây. Hay. Trong Mina chúng ta hay có một câu nói như thế này. Trong từ vựng Mina có từ ie chigaimasu. Chigaimasu yo. Không phải đâu, sai rồi. Đúng rồi, không phải đâu, sai rồi. Hay. Chikaikata ga chigau yo. Cách sử dụng sai rồi kìa. Hay. Vietnam to Nihon no shukan ga chigau. Phong tục tập quán giữa Nhật Bản và Việt Nam thì sẽ khác nhau. Toshi ga chigau. Tuổi khác nhau. Seikaku ga chigau. À, tính cách khác nhau này. Anata ga yakusoku shita no to chigau yo. Nó khác với những gì anh đã hứa đấy. Nghĩ lại đi nha. Hanashi ga chigau. Câu chuyện khác mà. Kotae ga chigau. Câu trả lời sai rồi. Denwa bango ga chigatteru yo. Số điện thoại cũng sai luôn rồi kìa. Kotoba ga chigau yo. Từ khác cơ, từ này sai rồi. Đúng rồi, khác cơ sai rồi. Này. Ok. Này. Chúng ta chuyển vào từ vựng thứ hai đó, từ machigaimasu. Machigaimasu ne. Machigai có nghĩa là gì nhỉ? Cô giáo nhỉ? Machigaimasu có nghĩa là nhầm. Nhầm đúng không? Vừa nãy mình nói rồi đúng nhỉ? Nhưng mà cái từ này có một cái rất là đặc biệt như thế này. Cái từ machigaimasu này đều là tự động từ và tha động từ. Nó vừa là tự động từ và vừa là tha động từ đúng không? Tự động từ là đứng trước nó sẽ là trợ từ gá. Hay. Tha động từ thì đứng trước nó sẽ là trợ từ ố. Ố ne. Ví dụ, denwa bango ga machigatteru. Điện số điện thoại nhầm rồi. Câu trả lời ga machigatteru. Câu trả lời cũng nhầm rồi. Keisan ga machigatteru. Tính toán nhầm nhọt mất rồi. Này. Kono tegami wa juso ga machigatteru. Cái bức thư này nhầm địa chỉ rồi. Nè nè, chikaikata ga machigatteru. Nó lại nhầm cách dùng rồi. Nhầm cách dùng rồi. Nếu là thao động từ thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Các bạn đi vào những ví dụ cụ thể sau đây. Hai. Xin mời các bạn nghe thầy Dũng. Đến qua bàn gỗ, machigatteru. Này, lại nhầm số điện thoại rồi cái kia. Kotae o machigatteru. Lại nhầm câu trả lời rồi cái kia. Kotoba o machigatteru. Lại nhầm từ. Từ rồi cái kia. Nhầm từ rồi đúng không? Động từ thứ ba, đó là động từ machigaimasu, machigaeru. Hay. Ví dụ này, tôi chết rồi, nhầm tính toán nhầm rồi. À, dạ vậy. Keisan machigaimashita. Keisan machigaimashita. Chết rồi, nhầm đường rồi. Komatta na, michi o machigaimashita. Machigaimashita. Chết rồi, nhầm giờ rồi. Dạ vậy, jikan o machigaimashita. Chết rồi, nhầm câu trả lời rồi. Mo kotae o machigaimashita yo. Nè. Chết rồi, bỏ nhầm muối thành đường vào súp rồi. Sato to shio machigaete soup ni irechatta nda. So desu ne. Hai. Hai, mình sẽ đưa ra một câu đố như thế này. 1番, denwa bango ga chigatteru yo. Hai. 2番, denwa bango ga machigatteru yo. 3番, denwa bango o machigaeta yo. Hai. Cô chọn những câu nào? Mọi người chọn câu nào? Mọi người chọn câu nào? Cô chọn câu nào? Em thấy câu nào cũng được. Đúng, câu nào cũng được, chính xác. Hay. Cô thành giỏi thế. Siêu thế. Hay. Thực ra nhé, khi mà sử dụng ba cái từ này này đấy không? Các bạn cứ để ý xem, sai nhầm đúng không? Trong tiếng Việt câu nào cũng đúng mà, đúng không?
dùng từ nào cho nó hay hay là được. Và cách sử dụng như thế này, mình đã ghi rõ ràng như thế này rồi, giá và ố rõ ràng rồi đúng không, sử dụng thật là nhiều và tình huống có cụ thể rồi. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.